Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Trung Hoa Trà Vinh. Hôm nay thứ Sáu, ngày 6 tháng 5 năm 2022. Và trong chương trình Thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, chiều hôm qua, ngày 5 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa 10 tổ chức phiên họp chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm, chất vấn, thảo luận, đóng góp và quyết định các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự kiến tại kỳ họp cuối năm sẽ xem xét các báo cáo 6 tháng đầu năm của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các báo cáo 6 tháng của ngành kiểm sát, tòa án, viện kiểm sát, cục thi hành án dân sự tỉnh, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh, kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020-2021, báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp, tình hình mặt trận tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền. Đồng thời, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thông qua trên 20 nghị quyết đáp ứng tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, trong đó có các nghị quyết về ban hành danh mục dịch vụ, sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, công thương, nông nghiệp phát triển nông thôn, tài nguyên môi trường, giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao và du lịch, thương binh xã hội, quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập, giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, nghị quyết về phát triển thanh niên Việt Nam tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2030 và theo kế hoạch, các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 sẽ được tổ chức trên địa bàn tỉnh từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022. Phát biểu kết luận tại phiên họp, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất với chương trình dự kiến kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đồng ý việc mở một phiên họp bất thường vào đầu tháng 6 tới nhằm xem xét thông qua một số nghị quyết cấp bách đáp ứng nhu cầu dân sinh. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, các phiên khai mạc, bế mạc và phiên chất vấn, đồng thời tổ chức hai điểm cầu truyền hình tại các địa phương trong tỉnh để cử tri phản ánh ý kiến, kiến nghị. Tổ chức số điện thoại, đường dây nóng, hộp thư điện tử để nhân dân theo dõi, giám sát. Chiều hôm qua, ngày 5 tháng 5, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Trà Vinh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả hoạt động quý 1 và đề ra kế hoạch giải pháp thực hiện quý 2 năm 2022. Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Trà Vinh chủ trì phiên họp. Trong quý 1, từ nguồn vốn của Trung ương và nguồn vốn địa phương đã có trên 9.500 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ các ngân hàng chính sách xã hội với số tiền trên 253 tỷ đồng, nâng tổng mức dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 3.158 tỷ đồng với hơn 119.700 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, tăng 2,8% so với cuối năm 2021. Từ các nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời cho trên 4.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, cùng với trên 200 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập. Phối hợp với các sở ngành liên quan triển khai kịp thời đến các công ty doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh có nhu cầu vay vốn trả lương, ngừng việc phục hồi sản xuất cho trên 3.000 lao động với số tiền cho vay là 11 tỷ đồng. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Văn Hẳn, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Trà Vinh, đề nghị trong quý 2, ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Trà Vinh tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan, ban ngành đoàn thể có liên quan triển khai thực hiện tốt các chương trình cho vay vốn hộ nghèo, cận nghèo, giải quyết việc làm, vốn vay phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với chuyển giao khoa học kỹ thuật, đồng thời thực hiện các hiệu quả các giải pháp huy động vốn, nâng cao chất lượng ủy thác của các tổ chức chính trị xã hội nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thành cao nhất chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng các chương trình tín dụng được giao, đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện có nhu cầu đều được vay vốn, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ cho vay vốn cho các đối tượng bị ảnh hưởng do tác động của dịch COVID-19 theo nghị quyết số 11 của Chính phủ. Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Bùi Quang Hải, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm trưởng đoàn cùng các thành viên là lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an đến kiểm tra công tác tại công an các xã Tân An, An Trường A, Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Tiếp đoàn có Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh.
báo cáo với đoàn kiểm tra về tình hình kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thời gian qua. Công an các đơn vị cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, biên chế, tuy nhiên từng cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm ổn định. Bên cạnh đó, công an các xã nêu ra một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và được đoàn công tác ghi nhận giải đáp. Chiều cùng ngày, đoàn công tác có buổi làm việc với công an huyện Càng Long và công an tỉnh Trà Vinh tại huyện ủy Càng Long. Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Bùi Quang Hải, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an, chân thành cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh Trà Vinh đối với lực lượng công an và ghi nhận nhiều đóng góp của lực lượng công an xã bán chuyên trách đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở thời gian qua. Thiếu tướng Bùi Quang Hải yêu cầu công an huyện Càng Long, công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục nghiên cứu rà soát về nhân sự lực lượng công an các cấp để có hướng bố trí biên chế phù hợp đáp ứng yêu cầu công tác thời gian tới. Đồng thời trao đổi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an để có hướng giải quyết những khó khăn vướng mắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Ngày 5 tháng 5, đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh do ông Trần Văn Phong, trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh làm trưởng đoàn đã đến giám sát tại Công an huyện Cầu Ngang về công tác quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu. Báo cáo với đoàn giám sát, Công an huyện Cầu Ngang cho biết, trong thời gian qua, trên địa bàn huyện đã phát hiện xử lý trên 2.500 vụ việc vi phạm hành chính, trong đó lĩnh vực giao thông đường bộ là 2.495 vụ, lĩnh vực trật tự xã hội là 46 vụ, kinh tế 1 vụ, ma túy 7 vụ và hành chính 2 vụ. Tổng số tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ là 1.167 phương tiện và 25.775 mét khối cát. Số phương tiện vi phạm hành chính đã trả cho người vi phạm là 927 phương tiện, hiện còn tạm giữ 93 phương tiện. Tổng số tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu và đã được xử lý là 147 phương tiện. Tính đến nay, huyện đã bán thanh lý phương tiện tang vật vi phạm hành chính được 3 đợt với tổng số tiền bán được là trên 128 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi giám sát, trưởng ban pháp chế Hội đồng dân tỉnh Trần Văn Phong cho rằng, Công an huyện Cầu Ngang cần quan tâm thực hiện có hiệu quả các phương án xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, đồng thời tiếp tục tuyên truyền triển khai một cách sâu rộng các chính sách pháp luật đến người dân để kéo giảm đến mức thấp nhất các trường hợp vi phạm. Trưởng ban pháp chế Hội đồng dân tỉnh cũng cho rằng, việc quản lý xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, bị tịch thu cần được quan tâm thực hiện theo đúng quy trình. Đồng thời, Công an huyện Cầu Ngang cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong nội bộ và ngoài nhân dân, đảm bảo chấp hành tốt quy định pháp luật. Ngày 5 tháng 5, ông Nguyễn Văn Phương, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tiểu Cần chủ trì kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề để xem xét và kiện toàn một số chức danh Hội đồng nhân dân huyện bầu và thông qua các dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện. Dự kỳ họp có bà Trương Thị Ngọc Thơ, ủy viên thường trực tỉnh ủy, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, trên cơ sở các tờ trình dự thảo nghị quyết về nhân sự của Hội đồng nhân dân huyện, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu về việc miễn nhiệm và bầu ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, các đại biểu đã bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Với 100% số phiếu tán thành, ông Nguyễn Văn Hùng được bầu giữ chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần nhiệm kỳ 2021-2026. Bày tỏ vinh dự khi được tin tưởng giao trọng trách mới, ông Nguyễn Văn Hùng hứa sẽ cùng với tập thể Ủy ban nhân dân huyện quyết tâm xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí, trách nhiệm trong công việc, phát huy trí tuệ tập thể, hành động quyết liệt, sáng tạo, sâu sát với cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, kế thừa phát huy những thành quả đã đạt được của các đồng chí lãnh đạo các nhiệm kỳ trước, quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện Tiểu Cần phát triển nhanh và bền vững. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện cũng đã biểu quyết 100% thông qua 3 dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện như dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự thảo nghị quyết về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu năm 2022. Ngày 5 tháng 5, Hội đồng nhân dân huyện Cầu Kè tổ chức kỳ họp lần thứ 3 để xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ông Nguyễn Quang Khải, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cầu Kè chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về các tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện. Kết quả 100% đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đều nhất trí biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu năm 2021, nghị quyết về bổ sung điều chỉnh danh mục công trình, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, nghị quyết về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và nghị quyết về việc cho chủ trương bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất công tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Đây cũng là cơ sở quan trọng nhằm giúp cho huyện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
đặc biệt là nâng cao chất lượng các tiêu chí và phấn đấu về đích huyện nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023 theo lộ trình đã đề ra. Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Hoàng Khải, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng dân huyện Cầu Kè đề nghị sau kỳ họp này, Ủy ban dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện đã được thông qua. Riêng đối với nghị quyết cho chủ trương bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất công trên địa bàn huyện, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng dân huyện Cầu Kè đề nghị Ủy ban dân huyện và các ngành chức năng có liên quan, chính quyền địa phương phải tiến hành đảm bảo công khai, minh bạch, đúng luật, số tiền thu được phải nộp ngân sách nhà nước đúng theo quy định. Ngày 5 tháng 5 tại xã Mỹ Hòa, Hội đồng nhân dân huyện Cầu Ngang tổ chức hội nghị giao ban với Hội đồng nhân dân các xã thị trấn triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2022 với chủ đề nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng nhân dân. Bà Trần Thị Kim Trung, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị, bà Trần Thị Kim Trung, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu trong quý 2, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tham gia cùng Thường trực huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, các ngành liên quan thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, phối hợp tốt Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chuẩn bị tốt chương trình kỳ họp thường lệ 6 tháng đầu năm 2022, tăng cường công tác giám sát, công tác tiếp công dân, công tác tiếp xúc cử tri đúng quy định. Đặc biệt, năm 2022, song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, Hội đồng nhân dân các cấp cùng với cả hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác xóa nghèo, phát động sâu rộng người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng các tuyến đường qua, tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2022 theo nghị quyết tỉnh ủy đề ra. Kết quả tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tính đến ngày 6 tháng 5 năm 2022, tỉnh Trà Vinh đã được Bộ Y tế phân bổ tổng cộng 2.215.501 liều vaccine phòng COVID-19. Dân số 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 701.735 mũi, đạt 100,5%, mũi 2 691.800 mũi, đạt 99,1%, mũi 3 611.823 mũi, đạt 87,6%. Tỷ lệ tiêm được mũi 3, mũi 2 đạt 88,4%. Trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm mũi 1 98.899 mũi, đạt 102,7%, mũi 2 95.076 mũi, đạt 98,8%, trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 21.288 mũi, đạt 18,8%. Như vậy, tính đến nay, toàn tỉnh đã triển khai tiêm được 2.143.782 liều vaccine phòng COVID-19, đạt tỷ lệ 96,8%. Thưa quý vị và các bạn, được thành lập vào năm 2005, khu công nghiệp Long Đức thuộc ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh là khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh Trà Vinh. Trải qua hơn 17 năm hình thành và phát triển, đến nay, khu công nghiệp Long Đức đã lắp đầy 100% diện tích và thu hút được 33 dự án đầu tư. Ngoài việc góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương, khu công nghiệp này còn là nhân tố quan trọng góp phần nâng cao tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh, đặt nền tảng cho nền kinh tế công nghiệp tỉnh nhà. Khu công nghiệp Long Đức được thành lập vào năm 2005 theo quyết định số 58 của Ủy ban nhân dân tỉnh với tổng diện tích đất được phê duyệt là 100 hectare. Sau hơn 3 năm khu công nghiệp thành lập, các doanh nghiệp mới bắt đầu sản xuất và hoạt động ổn định. Bước đầu hoạt động, diện tích lắp đầy của khu cũng còn khá thấp, việc thu hút đầu tư chưa thật sự hiệu quả. Giá trị sản xuất công nghiệp vào năm 2008 chỉ đạt khoảng 76 tỷ đồng với tổng kim ngạch xuất khẩu trên 8 tỷ. Tuy nhiên, với sự quan tâm của các ngành các cấp trong tỉnh cùng sự chung tay phối hợp của các doanh nghiệp và người lao động, khu công nghiệp Long Đức đã từng bước phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hiện nay, 100% diện tích khu công nghiệp đã được lắp đầy. Lũy kế đến năm 2021, khu công nghiệp Long Đức đã thu hút được 33 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 3.200 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2021 của khu đạt trên 5.400 tỷ và tổng kim ngạch xuất khẩu cũng tăng hơn 3.700 lần so với trước. Nếu như năm 2008, khu công nghiệp Long Đức nộp ngân sách khoảng 0,99 tỷ đồng, thì đến năm 2021 đã tăng lên 190 tỷ đồng, góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách địa phương. Đối với khu nghiệp của Trà Vinh là khi đi vào hoạt động đến nay thì nó đã góp phần rất lớn trong cái phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
đặc biệt là nó đã làm thay đổi cái cơ cấu kinh tế của tỉnh, trong đó nó đẩy đưa lên cái giá trị phát triển công nghiệp lên một mức mới, đồng thời góp phần là tăng cái tổng giá trị sản xuất GDP của tỉnh. Đặc biệt là đối với khu công nghiệp này thì cũng giải quyết cho 15.000 lao động thường xuyên có việc làm ổn định. Chính vì cái vấn đề này nó đã góp phần là tăng thu nhập cho người dân của địa phương chúng ta, đồng thời là góp phần từng bước là ổn định cái an sinh xã hội của tỉnh. Là một trong những công ty gắn bó trong thời gian dài tại khu công nghiệp Long Đức, hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn May xuất khẩu Hùng Chỉ là một trong những doanh nghiệp đã có sự phát triển khá rõ nét so với trước. Đại diện phía công ty cho biết, chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn May xuất khẩu Hùng Chỉ bắt đầu hoạt động tại Trà Vinh từ năm 2017 với mặt hàng chính là quần váy nữ thời trang xuất khẩu. Lúc đầu công ty chỉ có khoảng 200 công nhân, hoạt động khá nhỏ lẻ, cầm chừng. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ tạo điều kiện về chế độ chính sách từ các ngành các cấp tỉnh cũng như cố gắng từ nội tại công ty, hiện nay chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn May xuất khẩu Hùng Chỉ tại Trà Vinh đã thu hút được hơn 500 công nhân làm việc và đang mở rộng thêm 2 quyền máy để sản xuất. Doanh thu hàng năm của công ty đạt khoảng trên 100 tỷ đồng so với lúc mới thành lập, tăng khoảng 100% doanh thu. Đối với doanh nghiệp của chúng tôi thì chúng tôi rất là hài lòng với lại tất cả những cơ chế chính sách cũng như là sự hỗ trợ của các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Trà Vinh. Giống như cái đợt dịch năm ngoái thì công ty gặp rất là nhiều khó khăn do là tình hình dịch bệnh, nhưng mà được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền thì chúng tôi đã vượt qua cái tình hình khó khăn của năm ngoái, và cho đến thời điểm này thì công ty cũng đã dần đi vào ổn định và phát triển. Thì tôi hy vọng là năm nay với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền thì công ty chúng tôi thì sẽ được phát triển và tiếp tục là ổn định và phát triển từ nay cho đến cuối năm. Khu công nghiệp Long Đức được thành lập và đi vào hoạt động, ngoài việc góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách địa phương, còn góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khu vực lân cận xung quanh khu công nghiệp. Góp phần hình thành các dịch vụ tiện ích như chợ, siêu thị, khách sạn, nhà nghỉ, các khu vui chơi giải trí, công cộng, dịch vụ ăn uống, tạo tổng thể khu đô thị, dịch vụ để giải quyết vấn đề nhà ở và môi trường sống tiện ích cho các chuyên gia và công nhân tại đây. Tính đến nay, khu công nghiệp Long Đức đã góp phần giải quyết việc làm ổn định lâu dài cho hơn 13.000 người lao động trên địa bàn tỉnh, góp phần cải thiện đời sống của nhiều hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Từ khi có công ty làm ở trong khu công nghiệp này thì cuộc sống gia đình được cải thiện rất là nhiều. Ngoài cái vấn đề kinh tế là ổn định kinh tế gia đình, cái thứ hai nữa thì làm ở trong công ty thì được cái bảo hiểm. Thì vấn đề là mình cũng không có lo gì vấn đề bệnh hoạn, thì cũng có được cái bảo hiểm nó đã hỗ trợ cho mình phần nào. Thì vấn đề sức khỏe đã được bảo vệ rồi. Thì cái vấn đề nữa là mình không phải đi ra ngoài làm nắng nôi mưa gió nhiều. Thì ở trong công ty này môi trường làm việc và cái điều kiện làm việc thì nó thông thoáng, nó đảm bảo nữa. Thì giờ giấc nó cũng phù hợp với cái sức khỏe và cái khả năng lao động của mình. Tính đến nay, tổng giá trị sản xuất của khu công nghiệp Long Đức chiếm 17% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh và tổng số nộp ngân sách chiếm 4% ngân sách toàn tỉnh. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của khu công nghiệp này, hiện nay tỉnh đang tiếp tục rà soát tình hình sử dụng đất của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp để đảm bảo việc sử dụng đất đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, tỉnh cũng thường xuyên tổ chức đối thoại với các nhà đầu tư để phát hiện, xử lý kịp thời những vướng mắc khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhằm giúp các dự án hoạt động đạt hiệu quả. Đặc biệt, việc quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho người lao động tại khu công nghiệp cũng là một trong những vấn đề mà tỉnh đang chú trọng, để từ đó góp phần đảm bảo khu công nghiệp Long Đức hoạt động hiệu quả lâu dài. Đối với cái khu công nghiệp Long Đức thì chúng ta thường xuyên là tiếp xúc rồi đối thoại với các doanh nghiệp để nắm bắt những cái khó khăn của doanh nghiệp. Qua đó thì cũng đề xuất với tỉnh ủy, ủy ban tỉnh để tháo gỡ kịp thời để cho doanh nghiệp duy trì sản xuất ổn định. Cái nữa là cũng tiếp tục rà soát tất cả các doanh nghiệp mà đã được là thuê đất và đã có cái cấp giấy chứng nhận đầu tư mà đến nay cũng đã chậm trễ, thì cũng đôn đốc nhắc nhở để các doanh nghiệp này thực hiện cho nó hoàn thành sớm nhất để đưa vào là hoạt động. Qua đây thì cũng đã
góp phần là giải quyết thêm công ăn việc làm cho lao động của địa phương. Bên cạnh đó thì cũng phối hợp với Liên đoàn Lao động là cũng đẩy nhanh cái tiến độ về cái vấn đề là khu thiết chế công đoàn của khu công nghiệp, thì nhằm nâng cao cái giá trị về mặt vật chất tinh thần, cũng nhằm ổn định cái cho lao động là an tâm lao động ở khu công nghiệp này. Trong tương lai, tỉnh định hướng hình thành thêm 4 cụm công nghiệp gồm cụm công nghiệp Sa Bình, thành phố Trà Vinh, cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, cụm công nghiệp Phú Cần, huyện Tiểu Cần và cụm công nghiệp Tân Ngại, huyện Châu Thành. Việc hình thành khu công nghiệp, cụm công nghiệp nói chung và việc thúc đẩy phát triển khu công nghiệp Long Đức nói riêng không chỉ phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương mà còn góp phần hiệu quả giải quyết việc làm, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa trên địa bàn tỉnh. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin cuối ngày được phát vào lúc 23 giờ.